thì nói chung là đau khớp gối cũng 4-5 năm rồi. Đi đứng sinh hoạt trong nhà là nó đau rồi, nói chung đi chừng 20 thước là nó đau rồi đó. Cũng đi nhiều chỗ rồi, cũng có uống thuốc nhưng mà cảm thấy nó không hết, càng ngày càng đau. Rồi tình cờ cũng như xem một cái clip thì thấy giới thiệu bệnh viện Tâm Anh, thì trong đó có bác sĩ Lê Đình Khoa. Thì nói chung là cũng như là cái duyên nó đưa đến. Thì đến đây khám thì bác sĩ Khoa cũng tư vấn, nói là muốn điều trị tiếp thì điều trị, còn nếu không thì chỉ còn có cái phác đồ cuối cùng là phải phẫu thuật hay khớp gối. Thì bác sĩ Khoa cũng hướng dẫn như là tận tình cái kỹ thuật hay khớp gối gì đó, rồi cũng thấy rằng bằng những cái công nghệ mới của bệnh viện đó, rồi cuối cùng thì hỏi quyết nhờ bác sĩ Khoa phẫu thuật hay khớp gối giùm. Bệnh nhân đã bị đau khớp gối khá là lâu và có chỉ định mổ là phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối. Chúng tôi đã áp dụng một cái biện pháp, đó là phải đo đạc template để làm sao chọn được cái size khớp phù hợp, làm sao chúng ta có những cái kỹ thuật mổ như thế nào thật là tốt để mà đặt cái vị trí của cái khớp của mình sau khi mổ nó phù hợp. Cái vấn đề nó rất là quan trọng, cũng góp phần không kém để mà tạo nên cái thành công của cuộc mổ. Đó là cái việc mà chúng ta giảm đau sau mổ. Chúng tôi đã áp dụng một cái biện pháp, đó là giảm đau đa mô thức. Đa mô thức tức là thế nào? Đa mô thức tức là chúng ta sẽ không phải dùng một cái biện pháp giảm đau riêng lẻ mà chúng ta sẽ phối hợp với nhiều cái biện pháp kết hợp với nhau. Thì ngoài việc sử dụng những cái thuốc để mà phối hợp khống chế cái đường dẫn truyền thần kinh đau đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cả những cái biện pháp kết hợp, ví dụ như là chúng ta sẽ tập vật lý trị liệu nè, chúng ta sẽ cố gắng cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu sớm, chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp chườm lạnh sau mổ để nó giảm viêm tại chỗ cái vùng giảm đau sau mổ, chúng ta sẽ có những cái biện pháp là chạy điện xung để mà tăng cường cái hệ thần kinh tại chỗ và giảm cái cơn đau gây ra do cái cơn đau thần kinh. Và đó là cái kết quả cuối cùng mang lại là bệnh nhân có cái cuộc mổ thay khớp gối là nó không quá đau đớn và giúp cho bệnh nhân tập sớm được, lấy lại cái chức năng khớp gối sớm được. Rồi chào chú Cường, ngày khỏe chú ha. Rồi bữa là mình mổ thứ hai, hôm nay là thứ năm, đó là ngày thứ ba sau mổ. Thì hôm nay là chú đã rất là khỏe, tự vận động thoải mái hết rồi, không có thấy đau gì nhiều. Đúng không? Từ lúc mổ tới giờ chú có thấy đau gì nhiều lắm không? Nói chung mổ thì không có đau, nhưng mà như tập vật lý trị liệu thì nó hơi căng cơ thôi. Nó hơi căng một tí, nhưng mà chú đi cũng được rồi đúng không? Đi cũng khỏe luôn. Rồi cái phim sau mổ của mình ha. Đây chú thấy là cái phim trước mổ của mình là cái khớp gối của mình nó hư rất là nặng. Cái xương với xương đã dính với nhau luôn, thái hóa rất là nặng. Và sau mổ á, thì mình thay vào đó là cái khớp nhân tạo. Thì mình nhìn á, ở trên cái bộ cái phim này mình thấy là cái khớp nó rất là vừa vặn với cái xương của mình. Đây là cái chiều mình chụp thẳng, rồi cái chiều mình chụp nghiêng thì cái khớp nó cũng vừa với cái xương của mình luôn. Tại vì trước khi mổ mình đã đo đạc rất là kỹ để mình lựa chọn cái loại khớp mình đặt vô trong cơ thể của mình. Thì khi mà nó vừa vặn như vậy, cộng với lại cái vị trí đặt cái khớp của mình á, nó rất là ngay trùng với lại cái trục cơ học của mình luôn. Thì như vậy là chú sẽ phục hồi rất là nhanh. Rồi khớp sau mổ rất là đẹp. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình đó là mình sẽ tập vật lý trị liệu sau mổ. Cái việc mà chú không có đau đớn nhiều sau mổ á, là do mình đang sử dụng một cái biện pháp gọi là giảm đau đa mô thức. Đó là mình sẽ dùng nhiều cái biện pháp để mà giúp cho mình giảm đau. Thay vì hồi xưa người ta mổ xong người ta chỉ dùng những cái thuốc giảm đau an thần rất là mạnh để tác động lên cái hệ thần kinh trung ương thôi. Thì bây giờ khi mà mình đã hiểu biết về cái sinh lý đau thì bác sĩ sẽ sử dụng nhiều cái biện pháp nhỏ phối hợp với nhau. Những cái loại thuốc phối hợp với nhau, rồi cả biện pháp vật lý trị liệu, cả biện pháp chườm lạnh, rồi cả những cái biện pháp mà chạy điện bữa giờ chú thấy đó. Thì chính vì vậy mà chú phục hồi rất nhanh và đi rất là tốt. Đi gần như người bình thường luôn rồi đó, không khác gì mọi người bình thường. Nói chung thì sau mấy ngày điều trị đây thì thật tình mà nói thì rất cảm ơn bác sĩ Khoa, cũng như là đội ngũ bác sĩ chăm sóc với lại mấy em vật lý trị liệu, nhân viên phục vụ thì nói chung quá trời ok rồi, rất là tốt.